Thưa quý vị, hiện nay nhiều tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng và nhiều người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Những người này có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu bị nhiễm SARS-CoV-2. Trước thực tế này, Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với F1. Cụ thể, F1 là những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Nếu F1 đã tiêm nhưng chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế 10 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày tiếp theo. Còn nếu F1 là những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Tất cả các trường hợp F1 phải luôn thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, báo cho cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Những người này cũng phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR mẫu đơn 3 lần. Cục Quản lý Môi trường Y tế, các sở y tế tỉnh, thành phố gửi kiến nghị trước ngày 22 tháng 11 để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Dựa trên các ý kiến từ địa phương, cơ quan này sẽ đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.